đừng có để chồng lên như thế này. Khi chồng lên như thế này, khi chúng ta ốp cái tấm này sang bên đây, nó sẽ bị chọc thủng cái tấm nhôm bên này một cách dễ dàng. Khi chúng ta sử dụng kỹ thì nó sẽ rất là bền. Chút xíu Lợi sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng kỹ mà lâu hư thì là như thế nào mọi người ha. Chúng ta khóa này thì cái chốt nó sẽ ở vị trí này đó, và chúng ta không tác động vào hai cái dây cáp được nữa thì cái thùng á, cái bậc sau này nó sẽ được khóa và khóa. Và khi mà chúng ta mở này đó thì cái chốt nó sẽ chạy ở đây, và đó mọi người thấy không, chúng ta tác động vào hai cái dây cáp đó, và chúng ta sẽ mở được cái bậc sau ha. Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của DNA Auto. Trước mặt mọi người đây một chiếc xe Isuzu D-Max đời 2021, và trên nó thì DNA Auto vừa mới làm xong một cái mẫu nắp thùng 3 tấm dành cho Isuzu D-Max mọi người ha. Nắp thùng 3 tấm ở trên thị trường thì chúng ta biết rất là nhiều rồi, vì nắp thùng 3 tấm là cái loại nắp thùng mà được anh em bán tải sử dụng rất là nhiều. Có thể nói đây là cái mẫu nắp thùng bán chạy nhất trong một thời gian rất là dài từ khi nó có mặt tại Việt Nam mọi người ha. Thì hôm nay Lợi sẽ đưa mọi người đi xem chi tiết về cái mẫu nắp thùng 3 tấm dành cho xe Isuzu D-Max. Mẫu này sẽ ráp được cho Isuzu D-Max đời mới như mọi người đang thấy ở đây. Đời mới là từ đời 2020 tới 2024 luôn mọi người ha. Đó, cái mẫu D-Max 2024 vẫn có thể ráp được cái mẫu nắp thùng 3 tấm như thế này một cách rất là bình thường và đẹp. Đó, giống như hình chúng ta đang xem ha. Thì ok, bây giờ Lợi sẽ đưa mọi người đi xem chi tiết nhé. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ tới với cái phần mà mặt trên của nó. Mặt trên của nó thì cái mẫu nắp thùng 3 tấm này sẽ được làm bằng nhôm mọi người ha. Ở đây thì có những cái vân vân nổi rất là đẹp luôn, và nó sẽ làm cho ví dụ như chúng ta có các cái đồ đạc chúng ta đặt lên đây thì nó không có bị trơn trượt quá mọi người ha. Đây là cái mặt này sẽ được làm bằng nhôm mọi người ha. Nó làm bằng nhôm và các cái khung này cũng là khung nhôm luôn mọi người nhé. Chỉ có cái chiếc phần bo này nhé mọi người, phần bo này là phần bo bằng nhựa, còn cái khung này là khung nhôm mọi người ha. Đó, cái nắp nó sẽ được kẹp ở những cái khung như thế này. Đó, theo đúng cái tên gọi của nó là nắp thùng 3 tấm mọi người nhé. Đó, nó có 3 tấm đặt trong 3 cái khung và được kết nối với nhau bởi những cái bản lề như thế này mọi người ha. Thì cái nắp 3 tấm thì trên thị trường chúng ta sẽ có một cái vài loại nó thiết kế hơi khác nhau một chút xíu thôi. Ví dụ như là 3 tấm ở đây chúng ta sẽ thấy là những cái bản lề này, những cái bản lề nổi lên trên, có những cái mẫu 3 tấm bản lề nó sẽ là bản lề âm ở bên trong. Tùy cái mẫu nào mà nhà sản xuất họ nhập khẩu về mọi người ha. Đó, thì Lợi đang trình bày cái mẫu ở đây thì là có cái bản lề mà nó nổi lên bên trên. Mẫu này thì khá là đẹp và mượt, và đặc biệt là nó cái size ấy, cái cỡ của nó là phù hợp hoàn toàn cho xe Isuzu D-Max và không có phải lấy từ cái xe khác mà đưa qua mọi người nhé. Đó, thì thực ra thì khi đeo mẫu 3 tấm thì mọi người tưởng rằng là tất cả các xe đều có thể ráp cho nhau, thì thực ra là không phải. Ví dụ như cái nắp thùng 3 tấm đem Isuzu D-Max như thế này có thể ráp được, như hiện tại chúng ta có thể ráp được cho xe Mazda BT50, Isuzu D-Max hay Colorado. Tại vì ba cái dòng xe này tại cái thùng nó cái kích cỡ của nó chỉ xê dịch nhau một chút xíu thôi thì chúng ta có thể ráp được. Còn nếu mà lấy của Ranger ráp qua thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị hụt rất là nhiều. Đó. Ok. Thì bây giờ Lợi sẽ mở cái bên trong ra cho mọi người coi ha. Cái nắp 3 tấm này thì ở cái phía ngoài này nó sẽ có hai cái tay khóa bằng nhựa thôi mọi người ha, bằng nhựa nhưng mà nó rất là cứng chắc nha. Đó, chúng ta không có phải lo lắng về cái việc là nó dễ bị gãy. Tuy nhiên là tất nhiên là khi mà chúng ta không có biết sử dụng á thì nó sẽ có khả năng nó bị hư hại, nhưng mà khi chúng ta sử dụng kỹ thì nó sẽ rất là bền. Chút xíu Lợi sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng kỹ mà lâu hư thì là như thế nào mọi người ha. Đó, còn ở đây á, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ luôn luôn hiện lên với cả hai cái cục cao su như thế này, hai cái cục cao su như thế này để nó chắn cho cái việc mà cái khóa chúng ta có thể đập vào phía đằng sau khi mà chúng ta gấp hoàn toàn cái nắp thùng 3 tấm này lại mọi người ha. Đó, ở đây thì nó sẽ có một cái đèn này thì chạy bằng pin mọi người nhé, có 4 cái bóng led. Đó, chúng ta bấm nhẹ cái thì nó sáng và chúng ta tắt đi để tiết kiệm điện mọi người ha. Ok, đó, khi mà chúng ta gập lên đó, thì chúng ta nhớ là chúng ta phải đưa các cái khóa vào trong cái chốt ngậm của nó. Đó, nó sẽ gọn gàng như thế này mọi người nhé, đừng có để chồng lên như thế này. Khi chồng lên như thế này, khi chúng ta ốp cái tấm này sang bên đây nó sẽ bị chọc thủng cái tấm nhôm bên này một cách dễ dàng mọi người ha. Rồi, chúng ta để gọn vào đây. Ok, xong chúng ta lật lên như thế này. Đó, thì nó rất là gọn gàng ha mọi người ha. Và các cái phần chi tiết của nó không có đâm chọc vào nhau, và cái nắp thùng của chúng ta nó sẽ bền hơn. Đó, ở phía cuối này luôn luôn sẽ là có một cái dây. Dây này thì kéo ra kéo vào rất là dễ mọi người ha. Cái chốt này kéo ra kéo vào rất là dễ khi mà chúng ta chốt lại. Đó, chúng ta kéo một cái dây này cho nó chặt mọi người ha.
nhé, kéo chặt thì cả hai bên nó chặt thì chúng ta đi ngoài đường thì nó sẽ không có bị lật ra hay là xê dịch đó mọi người ha. Rồi, một cái thiết kế rất là đơn giản nhưng mà cũng khá là thông minh ha. Rồi ok, thì cái nắp ba tấm này ráp nó rất là đơn giản mọi người nhé. Khi mà chúng ta có một cái nắp ba tấm rồi thì chúng ta chỉ cần mở nó ra, cui thùng ra, đặt lên trên thành thùng của xe đó, và chúng ta sẽ hướng dẫn qua về cách lắp đặt đi ha. Đó, chúng ta sẽ đặt nó một cách là gọn gàng ở trên cái thùng xe như thế này và vừa vặn cho cả hai bên luôn mọi người ha. Thì phía bên trong của nó sẽ có hai cái khóa đây mọi người ha. Phía trong nó sẽ có hai khóa. Khóa này thì mình chỉ cần vặn bằng tay thôi, rất là đơn giản ha. Đó. Khóa này chỉ cần vặn bằng tay thôi, chúng ta vặn vừa tay, tới cái lúc nào mà chúng ta cảm thấy là nó khá là chắc chắn rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục dở hai cái tấm này ra. Đó, dở hai cái tấm này ra mọi người ha. Ok, như vậy là ở phía bên ngoài này ấy, thì chúng ta chỉ việc là mở cái khóa này ra và vặn cái khóa này, thì khóa gọi là thăng đưa được nha mọi người nhé, nó có thể lên hoặc là xuống tùy theo chúng ta điều chỉnh. Thì cái bộ đây là một cái ngàm, phía bên trong thì chúng ta không cần phải ráp cái ngàm này, nhưng phía bên ngoài nó bị cấn cái lót thùng rồi này, như cái dòng D-Max phía bên ngoài nó bị cấn cái lót thùng như thế này, chúng ta không ngàm cái móc khóa này và cái thành thùng được, nên chúng ta sẽ đưa một cái ngàm ra bên ngoài. Cái ngàm này thì đi theo cái nắp thùng luôn chứ chúng ta không có phải chuẩn bị thêm. Đó, chúng ta đưa nó xuống, ngàm nó vào đây. Đó, ngàm một cách nhẹ nhàng vừa phải thôi mọi người nhé. Cái này thì nó bằng nhựa nên chúng ta không có làm quá là mạnh, tại vì thực ra như thế này là mạnh không có cần thiết lắm mọi người ha, chỉ làm vừa đủ thôi thì chúng ta sẽ giữ được độ bền cho cái tay khóa, tại vì khi làm chặt quá thì nó sẽ tức và nó sẽ dễ bị hư. Đó là một cách sử dụng, khi mà chúng ta biết sử dụng chúng ta ngàm vừa thôi thì nó sẽ rất là bền mọi người ha. Đó, cái này nó cũng rất là chắc chắn chứ không phải là làm cái đồ hàng mã đâu ha, tại vì là cái này thì đã được sử dụng rất là lâu rồi. Đó, được chứng minh theo thời gian mọi người nhé, chứ không phải là nó mới về. Tại sao lại cũng hay khuyên mọi người là chúng ta không cần phải lo lắng nha, khi mà chúng ta ngàm chặt rồi chúng ta có thể thử lại, nó không có rung lắc một chút nào hết, và cái này thì nó không có cản gió nên là chúng ta đi chúng ta sẽ không có sợ cái việc nó văng nha. Đó, và bên cạnh nó này có các cái lớp ron này, mọi người thấy không, ở đây nó có cái lớp ron, thứ nhất là nó sẽ làm chặt chẽ ở trên cái thùng xe, thứ hai nữa là nó sẽ chống nước cho chúng ta rất là tốt ha. Đó, tuy nhiên là lại cũng lưu ý luôn là cái nắp thùng ba tấm này nó sẽ không có chống nước hoàn toàn 100% trong những cái trường hợp mà chúng ta di chuyển ở ngoài trời mưa lâu á. Đó, chúng ta có thể là bị nước nó dò vô mọi người nhé, tất nhiên là nó sẽ không có nhiều đâu đó, nhưng mà nó vẫn theo lợi vẫn là không có hoàn toàn 100% mọi người ha. Đó, nhưng mà khi và lưu ý luôn là khi mà chúng ta di chuyển chúng ta chạy xe nước nó chảy ra ngoài thì chúng ta sẽ ít có cái nguy cơ bị nước nó rò vào trong, còn khi chúng ta đậu thì cái nguy cơ mà nước nó rò vào bên trong sẽ nhiều hơn mọi người ha. Đó là trong những cái trường hợp mà khách hàng của Lợi đi và họ phản ánh lại mọi người ha. Đó, tất nhiên là một cái mẫu nắp thùng mà rất là tiện lợi như thế này thì nó cũng có các cái nhược điểm mọi người ha. Ok, thì một cái phần nữa là cái nắp thùng ba tấm khi mà nó khóa lại rồi, nó khóa ở bên trong, chúng ta phải mở cái bừng này ra thì chúng ta mới mở được cái nắp thùng ba tấm mọi người ha. Tuy nhiên là xe Isuzu D-Max này nếu mà mỗi lần chúng ta muốn khóa thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái chìa cơ đúng không? Đó, chúng ta đưa vào đây chúng ta khóa. Đó, nhưng mà bên Lợi thì đã trang bị thêm cho khách hàng một cái gọi là lóc bửng điện, cái khóa bửng mà bằng điện đi theo cái chìa zin của xe Isuzu D-Max như thế này luôn mọi người ha. Đó, thì khi mà Lợi khóa cửa xe này thì cái bửng sau này nó sẽ khóa luôn mọi người nha. Đó, rất là an toàn. Khi mà chúng ta mở cửa xe này, thì cái bửng sau này lại mở được. Đó, nó giống như là một cái cánh cửa thứ 5 của xe. Chúng ta có 4 cánh cửa kia rồi và đây là cánh cửa thứ 5. Khóa nha. Mở. Rồi, mở. Thì tại sao mà chúng tôi lại làm được như vậy thì mọi người đi sâu vào bên trong này xem chi tiết luôn mọi người ha. Đây là chi tiết của cái bộ khóa hay là còn gọi là lóc bửng sau dành cho Isuzu D-Max mọi người nhé. Nó sẽ bao gồm một cái bệ này, một cái bệ thiết kế riêng cho thằng Isuzu D-Max này. Đó, các cái lỗ mà chúng ta thấy này là để bắt thẳng cái con ốc vô trong cái bệ của cái xe ha. Đây là cái bệ giữ con chuột. Đó, chúng ta sẽ có một con chuột này sẽ có cái dây để kết nối với lại cái dây nguồn mà đóng
đóng mở cái cửa của chúng ta đó. Và đây chúng ta sẽ có một cái chốt đó, nó sẽ ra vào như thế này mọi người ha. Khi mà chúng ta khóa này thì cái chốt nó sẽ ở vị trí này đó, và chúng ta không tác động vào hai cái dây cáp được nữa thì cái thùng á, cái bậc sau này nó sẽ được khóa. Và khi mà chúng ta mở này đó thì cái chốt nó sẽ chạy ở đây, và đó mọi người thấy không, chúng ta tác động vào hai cái dây cáp đó, và chúng ta sẽ mở được cái bậc sau ha, rất là đơn giản. Thì Lợi và mọi người, chúng ta vừa đi qua tổng quan về cái mẫu nắp thùng 3 tấm và một cái option nhỏ thôi, đó là cái lắp bừng sau cho xe Isuzu D-Max. Thì nếu quý anh chị em nào chúng ta có thêm bất kỳ câu hỏi thì xin vui lòng cứ đặt câu hỏi phía dưới video này, Lợi và team DNA Auto sẽ trả lời cho mọi người. Nếu quý anh chị em nào chúng ta muốn mua cái mẫu nắp thùng 3 tấm như thế này thì xin vui lòng liên hệ ngay tới nhân viên tư vấn tại DNA Auto mọi người nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.